Ngày 19 tháng 7, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Quân Việt Nam, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết 4 người tử vong là Vũ Sao Huỳnh, sinh năm 1984, Lê Hùng Vinh, sinh năm 1980, cùng ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Trần Văn Thắm, sinh năm 1963, ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội. Dương Văn Sau, sinh năm 1984, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Nạn nhân bị thương là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1987, ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Được biết, sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7. Theo báo thông tấn xã Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam có thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố ga vi sinh của công ty. Trong quá trình vệ sinh hai công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán cứu trợ nghe thấy tiếng hô hoán dưới hố ga ba lao động thuộc bộ phận lò hơi của công ty trách nhiệm hữu hạn miwon việt nam đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu tuy nhiên cả năm người đều bị ngạt khí ngất đi ngay sau đó phía công ty trách nhiệm hữu hạn miwon việt nam đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu tuy nhiên ba người được xác định tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện hiện lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đang phong tỏa Bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc. Công ty Nongwon Việt Nam là công ty sản xuất mì chính và thực phẩm, có nhà máy hoạt động ở thành phố Việt Trì gần 20 năm nay. Đây là một công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Daesang của Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh và biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi nhé.